Cô Ngọc Lan mời các con chúng mình cùng vào bài tập số 1. Nội dung của bài tập số 1 như sau. Người ta trồng cây ở hai bên đường của một đoạn đường dài 1.500 mét. Biết khoảng cách giữa các cây đều nhau là 2 mét. Và ở cả hai đầu của đoạn đường đều có trồng cây. Tính số cây phải trồng ở cả hai bên của đoạn đường đó. Các con nghe lại một lần nữa nhé. Và xem là bài này yêu cầu những gì. Người ta trồng cây ở hai bên đường của một đoạn đường dài 1.500 mét. Biết khoảng cách giữa các cây đều nhau là 2 mét. Và ở cả hai đầu của đoạn đường đều có trồng cây. Tính số cây phải trồng ở cả hai bên của đoạn đường đó. Bây giờ cô trò chúng mình cùng nhau phân tích qua hình vẽ. Các con thấy đây là một đoạn đường. Đoạn đường này có cả hai bên đường. Các con đã đi một dãy phố đấy, các con sẽ thấy là cả hai bên dãy phố, hai bên đường, hai bên họ đều trồng cây. Thì đây cũng giống như vậy. Đoạn đường này là dài 1.500 mét. Cả cái từ đầu đoạn đường này đến cuối đoạn đường là 1.500 mét. Và hai bên đường họ đều trồng cây. Đây, họ trồng cây cả hai bên đường. Và người ta thấy rằng cứ hai cây liền nhau thì chúng cách nhau là 2 mét. Các con nghe lại nhé. Đây, khoảng cách giữa các cây đều nhau là 2 mét. Như vậy, giữa cây này đến cây kia thì chúng cách nhau 2 mét. Hai bên đường họ đều trồng cây. Và người ta tìm xem là tính số cây phải trồng ở cả hai bên của quãng đường đó.